cả nhà. Hôm nay Trân chở hai đứa con đi review quán lẩu của Hoa Bất Hop Hop. Khai trương bữa thứ bảy rồi mà hôm đó Trân có tiệc ở thành phố cách đây 3 tiếng á. Của bạn hẹn trước rồi, Trân cũng không có biết cái ngày khai trương của Hoa Bất. Cho nên ngày đó không có đi review được. À, bữa nay Trân mới có thời gian để đi review, hơi trễ. Nhưng mà trễ còn hơn không có. Mà hôm đó đông quá, không biết vô ghép like, không biết có bạn để vô ngồi không. Thấy quay lên đông người quá trời, mấy tiểu bang khác người ta bay qua đó, người ta đi review. Thì Trân ở gần cách khoảng 30 phút. Thì hôm nay Trân mới có thời gian, mới bữa nay nhà có khách. Bữa nay có thời gian chở hai đứa nhỏ đi ăn, review cho cả nhà cùng xem luôn. Chút xíu tới đó sẽ tiếp tục quay cho cả nhà xem nha. Trân đi từ nhà đến tiệm lẩu mà đã từ trời sáng bây giờ trời tối luôn á nha. Quá xa. Bây giờ thôi cũng gần, tại vì cái mùa này á, mùa xuân là trời nó còn, cái mùa này nó còn tối giờ cho nên trời nó sụp tối xuống nhanh. Đây, chuẩn bị tới tiệm lẩu rồi, hơi bị đông nha. Không biết sẽ cả nhà cùng xem nha, coi là quán lẩu Hoa Bất sẽ có cái gì. Đi mã vô đẹp rồi, có nấm ha, lẩu kia giống như mấy cái lẩu hay đi làm đó con, lẩu hay đi làm cũng có ghẹ nha. Yeah, sorry, có ghẹ, có tôm, có cá, hào, cá viên, mực, cũng giống. Đây là tập bột. Rồi chỗ này mình để gì á, đây để ra mấy cái dĩa ra kêu nha. Để ra con, tụi con chưa lấy rau phải không? Tôi chưa. Tụi lấy rau. Dạ, ở đây có cải, bó xôi, bắp xôi, cải thảo, cải dìa và cải ngọt, lá cải ngọt. Về các bạn nhé. Với con trai bắt đầu ăn nha. Mời cả nhà. Trời ơi, cái cọng cải vô là tới cổ họng luôn á. Bỏ cái nào không mà rau chín nó bỏ vô chứ kia nè. Ăn kiểu giống lẩu hai di lao. Cô chưa ăn. À cô ăn một lần rồi. Cô chưa ăn luôn. Ăn lần bên China Town. Cô chưa ăn. Cô chưa ăn luôn. Cô China Town là mình có. Thì ăn di lao cái gì á. Có một cái tiệm mà. Phải không? Cái tiệm mà đóng cái cửa gỗ. Ờ, Happy Lam á.
mà nước nó mỡ quá, nước nó dầu quá. Thì nó là đúng rồi, chín nước vậy hả? Ủa cái này là nó cho mình à? Cái mũ này nè là nó đưa cho mình à? Nước tương. Sao chua dữ vậy, nước tương nhìn chua dữ vậy. Sao của con không chua? Lại mắm miệng chén giống vậy. Chua quá. Cho cơm dĩa bò. Ok. 4 miếng. Hồi để thịt chỗ cái tủ đó nha. Thì mạnh ai ăn nó lấy tự lấy. Hồi nãy con có quay cái tủ thịt chưa? Chút xíu chừng nào đi lấy á. Chút xíu con gái chừng đi lấy á thì nó sẽ quay lại cái chỗ cái tủ thịt. Con không có gì nhiều. Thì chắc là đông quá, đông quá, nhân viên làm cũng không có kịp đó cả nhà. Cho nên là mình tự phục vụ luôn. Nãy giờ chừng không có thấy có nhân viên. Không đủ nhân viên. Còn mấy cái lẩu buffet ở đây chỗ khác á thì mình chỉ là ra lấy rau với nước chấm thôi, còn bò với seafood, còn bò thì có người có nhân viên phục vụ. Mời cả nhà. Vị gì cho con? Thái, Trung Quốc. À, cái này là tứ xuyên. Tứ xuyên. Chicken. Cái này là nước gà. Nước hầm xương. Đây là xương. Đúng rồi, nước hầm xương. Cái này là gà. Cái này là tứ xuyên. Cái này là lẩu Thái. Chúc tụi con đi lấy bò. Tụi con lại quay cho cả nhà cùng xem. Tôi quán lẩu của người nổi tiếng có gì. Từ từ con. Chưa có chín đâu, nó không có nở liền đâu. Ồ cái đó lấy có một cục mà ăn, lát lấy cho nó mì cục. Có mì không ăn mì. Có mấy loại thịt cho Bảo đưa hết nên trong tủ đó có mấy loại thịt. Có mấy loại nữa. Như thế rồi hả? Không có, không có heo luôn hả? Không có ba rọi luôn. Không mới để em mua quà một con. Chút quà vòng qua vòng. Lá con đi lấy thêm ăn chút nữa đó. Vì em lấy thêm mấy con hào ít thôi. Con hào ở có, mình ở ngoài chỗ để rau á. Đối diện bên chỗ để rau á. Ngoài cửa á. Đúng không? Lấy hào với lấy thêm cá á. Cá phi lê á, lấy cho nó mì mấy miếng thôi. Thì con ăn gì con lấy thêm, với lấy 2-3 miếng ghẹ. Chắc đông quá cả nhà, không có đủ người phục vụ. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai chưa. Bây giờ ở đây cũng khó mướn người ha. Ở đây giờ cũng khó mướn người phục vụ lắm cả nhà. Mấy người lớn xíu người ta đi làm neo hết rồi. Mấy người trẻ thì, mấy đứa trẻ giờ là nó thích đi làm. Mấy cái chợ Mỹ, mấy chỗ Mỹ đồ nhiều. Cho nên mấy cái nhà hàng giờ ở đây cũng khó mướn người. Mấy nhà hàng khác là nhân viên họ đã làm lâu rồi, họ không có thay đổi. Cho nên đó khi mình mới mở nhà hàng ở đây có một con, bây giờ có một cái khó khăn là khó kiếm người, cho nên là mới mình sẽ thông cảm. Ở đây mở cửa mấy giờ tới mấy giờ ha? Không phải có đợi không? 8 giờ mấy tới hả? Lát ra ngoài coi.
để vô đông á, lu bu á, đi thẳng vô luôn. Bà mày nghĩ cái người hồi nãy mình thấy ngoài là có cổ đông, hiểu không? Không lộ mặt thôi. Bây giờ này mà ở đây là có vấn đề lạ phải không? Đúng không? Bớt lửa chứ không? Lấy thêm bò. Chân đi ăn kiểu này hoài chắc ốm không nổi luôn cả nhà. Là chiều chân tập thể dục được một tiếng trước khi đi ăn. Mấy bữa nay cố gắng tập lại. Nãy em nói thịt này hơi dai hả? Dạ, miếng nó hơi dai. Ở đây có nhiều quán, quán nào mới khai trương á cũng bị người ta complain nhiều lắm cả nhà, tại vì không có đủ người, không đủ người. Mà khách người ta bỏ tiền đi ăn mà không có được hài lòng thì người ta sẽ khó chịu. Không có bên mấy chú hồi nãy gặp ông này. Ờ. Cũng thân thiện. Qua hậu thân thiện đó. Đừng bỏ hết nước vô, tâm một chút. Cái nước này nó ok nè, nó không có quá nhiều cái hạt đó đấy. Ăn mà không đến nỗi bị tê cái lưỡi. Đến nhanh rồi. Ăn kiều con, miếng nó nở rồi đó bà. Hấp lên đó. Nào, cả nhà. Ngọt lắm. Ngọt. Không phải là nồi đâu nhỉ? Ồ vậy hả? Lát con đi lấy tìm miếng với lấy ghẹ đồ. Lấy ghẹ lấy cho má mì mấy miếng cá nha. Ở nhà nấu cho tụi nó ăn nhiều mệt rồi cả nhà. Giờ mình đi ra ngoài ăn mình sai tụi nó. Sai tụi nó phục vụ lại. Bánh tô. Tôi nghĩ cuối tuần ra sẽ đông nữa đó. Nhiều người chưa đi á.
tuần đi chơi đi đó. Cuối tuần là sẽ đông, nhiều người chủ khác tới hoặc là đồng giọng đây. Ở Mỹ bán đều phải là cuối tuần. Diện tích cũng không lớn ha, tại vì chừa cái đoạn mà sao làm bếp á, tôi nghĩ cái bếp cũng lớn lắm á. Một nửa là red room với bếp rồi, một nửa cái building này là red room với bếp mới qua một tháng, nhà hàng nó mới ổn định lại, mới sắp xếp nhân viên rồi, everything lại rồi. Mới nó còn bị loạn lắm, lộn rộng. Mà ác lắm, cúc mới là cúc người ta đi ăn thử nhiều. Đi đấy con, lấy mấy mì cục miếng. Miếng cái bánh xôi chứ lấy lắm thật không, còn bên cái phần kia thì lấy lắm nào cá mấy cục cá dạ hai ba cục. Nấm mèo cũng giống như mấy cái lẩu khác đây đây, y chang vậy. Mà một bữa thật để 4 miếng ít quá, người ta cũng phải đi lấy nữa, con người ít nhất cũng phải 7-8 miếng không, để ít quá là người ta cũng phải đi lấy nữa, mất công rửa dĩa, nhiều dĩa quá. Cù hả? Bếp để đĩa thịt hơi ít, 4 miếng, cho nên người nào cũng ăn một chồng một chồng. Mấy người ở mấy thành phố khác chạy qua đây cũng nhiều cũng cả nhà. Ngày khai trương thì mấy người ở tiểu bang khác, mấy bữa nay thì mấy thành phố gần gần đây. Mấy ngày nay cũng ảnh hưởng mấy quán lẩu kia dữ à, dồn lại ha, dồn khách lại. Ba rồi. Cô thấy bây giờ về Việt Nam mà đi đúng mấy cái nhà hàng lớn ăn lẩu cũng xuất sắc. Cái nhà hàng lẩu bên Việt Nam mình giờ. Cô chưa ăn, kỳ này về vẫn đi ăn. Kỳ rồi về không có đi ăn gì hết trơn.
lấy miếng thịt lắm nha. Lấy miếng đó đi. Thử cái nước lẩu Thái coi. Nãy giờ chân chưa thử mấy cái lẩu kia. Chân, nhà chân với con trai là đạo lẩu. Mê ăn lẩu lắm. Con có thích ăn lẩu nhiều không? Thích luôn. Lẩu Thái hơi nhạt nha, thiếu gia vị, nhưng mà chua chua nhẹ. Đối với cô thì hợp nha, nhưng mà mấy đứa trẻ trẻ là thấy thiếu không? Quá thiếu không? Đây là nước lẩu gà, lẩu cốt gà. Một cái khổ nữa, mà nhà hàng mới mở ở trong bếp đó, rối lắm. Bữa Trân có đi làm phụ nhà hàng với bạn Trân, Trân biết. Nay đi chơi phụ với chơi bạn. Mệt lắm, cả nhà ơi. Hảo đây ngon đó nha. Thảo tươi luôn. Mấy cái kia là freezer đông lạnh. Bảo cô ăn giúp bánh mì lấy miếng đường chua, đường với hành ngọt. Bỏ chung luôn luôn cũng được. Rồi đừng nói không có rau kia luôn nha. Nhìn là biết rồi. Cô thử bỏ vô, bỏ gậy vô cô, bỏ đây nè, đây với đường được chưa? Con trai chân ăn nha, review cả nhà đi. Kem gì đó, nó lớn lên nó dạ con ăn kem. Con ăn kem gì? Kem hàng bà lằng hả? Kem mà cái đồ múc nó bị gì đó, múc nó ra tập lum hết trơn cả nhà coi. Múc gì là cái cục kem đã xấu. Con múc mà kiểu nó không xuống rồi con phải dùng cái muỗng riêng á, kiểu kéo nó ra. Cứ ngắt. Mày làm đâu? Giờ ăn xong rồi cả nhà ơi. Chân kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của Chân. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Bye bye cả nhà.